Thanh niên này là Đoàn Phi, anh ta vốn là một sinh viên đại học bình thường nhưng 20 năm trước đột nhiên toàn cầu xuất hiện một lượng lớn zombie và cuộc sống của anh ta cũng bị thế bị tận thế này mà hoàn toàn hủy hoại. Sâu trong tiềm thức anh ta đang chạy trốn bởi một thứ gì đó rất nguy hiểm và Đoàn Phi đã sống ở nơi này được 20 năm rồi và trước mặt của anh ta là ba con quái vật cao lớn, một con mắt xanh cầm lưỡi hái dài, một tên quỷ thì hai đầu và một tên thì béo ục ịch. Anh đang phóng tới bọn chúng với vận tốc xe đua để cố gắng giết chết bọn chúng anh nhận ra rằng thứ mà khiến anh ta sợ hãi không phải là mất đi tính mạng, mà là sợ sau khi chết sẽ còn có địa ngục, trong đó có người thân của anh ta mà không thể nào đối mặt với họ được. Vì 20 năm trước đây đoàn phi đã bỏ lỡ người thân duy nhất cuối cùng của anh ta và điều này khiến anh ta phải sống từng ngày trong mỗi dằn vặt. Bây giờ anh ta sẽ không trốn chạy nữa nếu mà hy sinh rồi thì có thể xuống địa ngục đền tội cho gia đình và đền tội cho người thân. Đoàn phi sử dụng hết sức mạnh của mình tung ra những đòn sát thủ và trong lòng chỉ muốn giết chết bọn chúng. Bọn chúng đúng là lũ xúc sinh nhưng mà rõ ràng đã dùng toàn bộ sức mạnh rồi, nhưng tại sao không làm gì được chúng cơ chứ? Lúc này đoàn phi tự trách mình bản thân là đã quá yếu đuối đi mà. Một con người nhỏ bé đứng trước những ác quỷ to lớn thì đúng như chỉ là con kiến, chỉ cần dùng một ngón tay là cũng đè bẹp anh. Lúc này trong mắt anh hiện lên lỗi cam phẫn hét to, tới đây giết tao đi kết thúc cuộc đời không đáng sống này của tao đi. Âm âm một tiếng thì huyết văng tung tóe sấm sét nổi lên và đoàn phi đã bị mất ký ức. Anh giật mình tỉnh lại thì đang ở trong một căn phòng cũ mình không phải đã chết rồi sao, tại sao mình lại xuất hiện ở ngay phòng mình vậy? Đoạn đoàn phi lúc này nhìn xung quanh một hồi rồi mới ngẩn người nơi này không thể nào không thể nào, 20 năm trước thì nhà mình đã không còn rồi. Hóa ra đây chính là căn phòng của đoàn phi 20 năm trước anh ta xuyên không. Anh thở dài một tiếng rồi nhìn ra bên ngoài. Mùi máu tanh với thịt thối giữa hòa lẫn trong không khí đã biến mất rồi, rốt cuộc là sao thế nào là đang nằm mơ ư. Lúc này tâm trí anh vẫn đang như trong một cơn mê, hơn 20 năm anh phải chiến đấu với lũ quái vật không có nhân tính, ăn những thức ăn thối, thiêu sống, trong một môi trường mùi máu tanh hòa lẫn với thịt thối cảm giác đó cả đời này anh không thể nào quên được. Nên việc này khiến anh ta hoang mang không biết đây là mơ hay thực. Toàn thi bỗng trượt nhìn sang bên cạnh thấy được tấm ảnh giữa anh và cô em gái ruột của mình. Bức hình này là vì để thực hiện ước muốn đi biển của em mình mà mình cố tình chụp vào hơn 20 năm trước đây mà. Đoạn phi toát mồ hôi lạnh vì không thể tin những điều trước mặt mình mọi thứ này đều chân thật cả thực sự chỉ là mơ thôi sao. Anh xỏ dép đi xuống giường và đi vào trong nhà vệ sinh tìm chiếc gương, nhìn bản thân mình ở trong đó và nghĩ rằng đây là bộ dạng của mình vào 20 năm trước lẽ nào mình thực sự trọng sinh quay về hiện đại rồi. Thân hình gầy gò học sinh, mặt mũi trẻ mang dáng người thì lùn tịt. Lúc này trong anh lóe lên một suy nghĩ gì đó. Em gái của mình, ánh mắt anh đảo nhanh và chạy ra khỏi phòng. Nếu thực sự quay về 20 năm trước, Vậy thì tâm duyệt nhất định còn ở đây mình còn nhớ rõ lúc đó là mới đầu của ngày tận thế. Do không biết được bên ngoài thế nào nên đã có một con zombie cấp thấp xông vào. Nhưng lúc đó do bản thân quá yếu đuối và đã bị dọa cho tới mức người run rẩy quỳ dạp xuống đất không thể di chuyển. Cuối cùng do sợ hãi quá nên đã vứt bỏ người em không thể đi lại bình thường của mình mà tự mình chạy thoát thân. Sau lần đó mình bị sự hối hận và thù hận dày vò cho tới hiện bây giờ nếu mình thực sự trọng sinh quay về 20 năm trước. Vậy lần này mình tuyệt đối sẽ bảo vệ tâm duyệt thật tốt bảo vệ người thân duy nhất của mình. Lúc này Đoạn Phi cũng chạy ra tới phòng khách với bộ dạng mệt mỏi thở hồng hộc nhìn lên đồng hồ anh ta phát hiện ra hôm nay là ngày 20 tháng 20 năm 2012 sao. Anh nhớ lại lúc trước đó là ngày nhận được thư thông báo nhập học đại học của bản thân, vậy mình trước tận tới rồi. Lúc này tuy có mệt mỏi do quá trình tìm kiếm em gái nhưng vẻ mặt của anh cũng rất vui vậy nhất định là em gái của anh còn sống. Đoạn Phi tiếp tục đi tìm các phòng khác và và không thể ngờ là có thể gặp lại em gái một lần nữa. Khi này em gái của đoàn phi đang ngồi trên chiếc xe lăn ngắm nhìn qua cửa sổ. Cô mặc một bộ váy màu trắng trông toát nên vẻ xinh đẹp gợi cảm thân hình mảnh mai, nhìn vào trong mắt cô có thể thấy hơi buồn và u sầu trong lòng. Khi thấy đoạn phi bước vào cô liền lễ phép quay lại hỏi, sao anh tới đây vậy nhưng không thấy đoạn khi trả lời, cô liền hỏi tiếp anh ơi anh bị làm sao vậy. Đoạn phi lúc này cơ thể bỗng run lên vì sung sướng không thể nói lên lời, cắn chặt môi và hai răng chạm vào nhau cảm xúc của anh như muốn vỡ òa. Chỉ khi em gái của anh gọi một tiếng anh ơi, thì đoạn phim lúc này bắt đầu trả lời em gái và xin lỗi em, nước mắt của anh ta nhảy nhụa chảy ra lao tới cô và ôm. Cô em gái không hiểu chuyện gì liền hỏi anh anh làm sao vậy anh mơ gặp ác mộng hay sao. Đoàn phi dâm thường nước mắt liền nói nói to xin lỗi đều tại anh lúc đó đã hại chết em. Cô em gái tuy nhưng ôm trai trai vào lòng và xoa đầu an ủi được rồi mà không sao đâu lần này để em bảo vệ anh cho. Cô cứ nghĩ rằng bên ngoài anh trai mình bị kẻ khác bắt nạt nên hay gặp những giấc mơ như vậy. Đoàn Phi đáp trả không được nên để anh bảo vệ em mới đúng lần này anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương nữa. Cô em gái sững sờ mi anh trai mình có những lời nói lạ lùng như vậy. Đoàn Phi nhìn đồng hồ bây giờ là 10 giờ 30 phút, anh nhìn chợt nhớ ra chuyện gì đó và nói đúng rồi bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ. Anh dặn cô em gái anh ra ngoài một chút em ngoan ngoãn ở nhà đừng có đi đâu lung tung có biết chưa hả? Cô em gái vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn trả lời vâng anh ơi, anh khoan đi đã dường như cô muốn đưa vật gì đó cho anh. Đoàn Phi xe tay ga cô em gái liền đặt một vật gì đó vào tay đoàn Phi. Đây là anh quên rồi sao? Hẹn ước của chúng ta đó sau này anh ra ngoài phải đem theo kịp tóc của em. Sau sau đó nhất định phải quay trở lại giúp em kẹp tóc đó nha. Đoàn Phi trả lời một cách nhẹ nhàng anh nhất định sẽ quay trở về và đích thân kẹp nó lên cho em. Tâm Nguyệt bởi vì không đi đứng được nên cảm thấy tự ti. Làm một người anh trai đoàn Phi đã đặt ra một hệ nước nhỏ để em ấy có một cảm giác an toàn. Tâm Duyệt em yên tâm đi lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Ngày tận thế chính là ngày bắt đầu vào dạng sáng ngày 21 tháng 12 cũng chính là ngày hôm sau nói cách khác ngày tận thế cũng chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa. Đoàn phi bắt đầu trang bị quần áo và găng tay để sẵn sàng cho tận thế. Anh nhớ lại khi xưa tận thế này không có điểm báo gì cả mà đột nhiên nó kéo tới chỉ trong một tiếng ngắn ngủi hầu như đã xâm chiếm toàn bộ trái đất. Một một nửa số người trên thế giới này đều bị biến thành zombie cả động vật cũng bắt đầu biến dị thành quái thú. Sinh khi cũng sẽ biến thành zombie nếu đoàn phi có thể trọng sinh về lại nơi này thì tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết như năm đó. Bây giờ là 11 giờ 30 phút mọi người vẫn đang sinh hoạt bình thường. Nhưng họ không thể biết rằng sau ngày tận thế thì vật chất trở thành vấn đề lớn đối mặt. Với thảm họa thì một gói mì ăn liền liền có thể đáng tiền hơn mấy mạng người và nước uống cũng rất quý trọng cho nên việc đầu tiên chính là đi dự trữ thức ăn. Cảnh tượng của xương thành phồn hoa này chỉ còn lại chưa tới nửa ngày nhưng mà mọi người không thể biết được sau khi tiến vào đại nạn ngày tận thế đáng sợ nhất thì khung cảnh ở nơi đây sẽ thay đổi thành một nơi rất kinh khủng em gái thích ăn bánh của nhãn hiệu này nhất mua nhiều chút mới được dạ chào anh ạ à, anh đã mua rất nhiều rồi có thật là muốn mua nữa không ạ à? mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy đoàn phi mua một lượng thức ăn rất lớn và băn khoăn không biết thằng cha này có bị vấn đề thần kinh không nhỉ cũng kha khá ổn rồi các cô còn tồn kho hạng bánh này chứ tôi muốn lấy hết nhân viên trả lời toàn bộ sao ạ à? vậy anh làm sao để mang về ạ à? các cô gửi yên tâm tôi có kêu xe tải tới nên chắc là không có vấn đề gì đâu sau một hồi vận chuyển mọi thứ đã được chuẩn bị xong và cho vào xe và đóng cửa nhóc con cũng chơi lớn thật đấy nguyên cái xe tải này của tôi đều bị đồ của cậu chứa đầy cả sao hả muốn đi trốn nạn hay sao còn phi trả lời dứt khoát đúng vậy gã tài xế chỉ biết cười ha ha cậu đúng là hài hước mà ở một nơi xã hội phồn vinh ổn định như thế này thì không cần tích chữ đồ ăn làm gì muốn mua thì lúc nào mà chả mua được Hai người nhìn về tấm ảnh treo phía trước của cái gương đó là gia đình của anh tài xế có vợ và con gái anh. Xin chứ đây là con gái với vợ tôi đấy, hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của con gái tôi, đáng tiếc là tôi không thể về dự lễ sinh nhật nó vẫn còn một vài đơn hàng nữa phải đi. Đoàn Phi cũng không nói gì cả chỉ biết trầm mặc mà đi tiếp giờ trong đầu anh ta chỉ có em gái mình và nghĩ cách đối phó với ngày tận thế phía trước. Trên trường đi về anh tài xế lái xe tải cũng nói chuyện với đàn Phi khá nhiều chúng ta là những người làm công ăn lương đi ngoài đường suốt đúng là đau bao tử mà chuyển cảnh lúc này cũng đã tới 18 giờ bắt tài xế cũng đã giúp đoàn hết hết đồ xuống dưới và cũng nói lời chào tạm biệt và còn không quên nhắc anh là nhớ đánh giá năm sao cho bác tài nhưng đột nhiên đoàn phi gọi bác tài trở lại trong tay cầm một vật gì đó hộp bánh này là cho anh tôi thấy con gái trong tấm hình của anh rất thích bánh của nhãn hiệu này bác tài xoa xoa đầu ái ngại cái đó thật ngại quá còn nữa tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho anh lát nữa đừng có nhận đơn mau chóng về nhà đón sinh nhật với gia đình dia à. cảm ơn cậu đã quan tâm đoàn phi với vẻ mặt nghiêm nghị nói với bác tài bây giờ lập tức về nhà đừng có ra ngoài bảo vệ bản thân với gia đình mình thật tốt trên đường về bác tài vẫn suy nghĩ lại những lời nói mà đoàn phi ban nãy nhắc anh anh ta cảm thấy cậu nhóc này đúng là một người kỳ lạ tự nhiên nói phải bảo vệ người nhà thật tốt logic của người có tiền đúng thật là khác người mà bác tài vẫn tiếp tục với cuộc hành trình của mình hô to làm phiền áp dẫn đường tới vị khách tiếp theo giao hàng nhận được đang vẽ tuyến đường tốt nhất cho bạn Chuyển cảnh lúc này tại nhà của Đoàn Phi cũng là 20 giờ tối, anh dùng một con dao dọc giấy cuốn quanh với một khúc gỗ để chế tạo thành một vũ khí. Trong tay còn có bản đồ nữa sau khi ngày tận thế tới thì tất cả hệ thống mạng trên toàn thế giới sẽ bị đình trệ, điện thoại cũng chả khác gì cục gạch đồ chơi cho trẻ con cả. Đột nhiên một tiếng gọi vang lên anh ơi Đoàn Phi giật mình quay lại nhìn thấy em gái mình đang bực tức, cô hỏi anh đang làm cái quái gì thế hả? Đoàn Phi trả lời em gái là anh đang. Lúc này cô bật đèn lên và nói anh tốt nhất nên giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em đi đống gì chất đầy nhà thế hả lộn xộn hết cả nhà lên à cái đó là đoạn phi ngập ngừng trả lời tâm sự lúc này cũng hết sức bực tức hết vào mặt còn nữa em nhận được tin anh đã dùng sạch hết tiền tiết kiệm của nhà chúng ta rồi anh rốt cuộc là muốn làm gì hả đoàn phi nhỏ giọng giải thích em gái bình tĩnh lại nào nghe anh nói cho dù bây giờ anh có nói là ngày tận thế sắp tới thì chắc em cũng không tin anh đâu nhỉ anh nói gì ngày tận thế trên vẻ mặt của tâm nguyệt bắt đầu hoang mang sau lời nói của anh trai mình cô liền lao thật nhanh tới dùng chán của mình áp vào chán của đoàn phi xem có phải là anh bị sốt hay không đâu có sốt đâu thế nào ạ à, anh bị điên rồi sao sao mặt anh đỏ dữ vậy nên nào thực sự bị sốt rồi sao anh nhìn trả lời em bất kể em có tin anh hay không nhưng chỉ còn mấy tiếng nữa là em sẽ biết ngay thôi anh hướng mắt ra bầu trời đầy sao và nói với em gái mình rằng nhân lúc bây giờ thì cố gắng hưởng thụ không khí trong lành này đi và chào tạm biệt với thời đại hòa bình này Tâm Duyệt cảm thấy anh trai mình hôm nay rất là kỳ loạn cứ như là một người khác cứ bị sao sao ấy nói cái gì mà ngày tận thế không ai hiểu cái gì cả. Nhưng sau một hồi cô nhìn thấy ánh mắt của anh trai mình rất kiên định và cảm thấy là nghiêm túc. Cô cho rằng tại sao lại có một cảm giác gì đó mà không thể diễn tả anh nói sẽ xảy ra nhưng không có nguyên nhân gì hay đó chỉ là trực giác của anh. Đoàn thi lúc này không nói gì cả và trong lòng thì biết sắp tới rồi cái được gọi là đời đầu ngày tận thế khai thị lực này sẽ kéo dài liên tục trong vòng một tuần. Trong vòng một tuần này gần 90% con người trên thế giới đều bị biến thành zombie hoặc là bị giết. Và những người may mắn sống sót sau khi phải trải qua những ngày địa ngục thì thứ tiếp đón họ tiếp theo đó là sự tiến hóa toàn diện của tất cả zombie. Từ một sinh vật vô tri chỉ có biết lao tới ăn xác người thì bọn chúng đã trở thành một tập đoàn và có nhận thức bắt đầu xuất hiện những tên cầm đầu. Được gọi là biến dị và sẽ lãnh đạo toàn bộ những con zombie sơ cấp mục đích của bọn chúng chỉ có thể là con người. Dưới ánh đèn điện soi dọi khu phố đoàn phi mong rằng mình sẽ là kẻ may mắn sống sót trong một phần mười đó. Chuyển lúc này bên ngoài có một tên béo đeo kính đang tu rượu ừng ực thì tiếng kêu reng reng. Hắn ta say xỉn và bực tức nửa đêm nửa hôm mà đứa nào lại gửi tin nhắn thế nhỉ khi mở điện thoại ra thì nhận được tin báo của sếp. Chết tiệt đã 12 giờ đêm rồi mà còn kêu tôi quay về tăng ca đúng là không coi nhân viên là người mà xem tôi không chửi chết ông thì không phải là con người. Bỗng có gừ gừ hắn tức giận ném chiếc điện thoại vào con chó phát ra tiếng động hắn ta chửi thề ngay cả con chó hoang cũng dám cười tao sao cút ra, gặp được mày đúng là xui xẻo mà, ông đây không có tâm trạng đùa với mày đâu. Con chó vẫn gầm gừ như là muốn chửi tên béo mập địt đáng chết, tên béo lúc này quay lại cầm điện thoại chửi ông chủ của hắn, không giao ai một tí thì ông chắc coi tôi chỉ là hổ giấy thôi nhỉ. Đang hăng máu combat với tên sếp của mình thì ở phía đằng sau cảm thấy nguy hiểm, bất ngờ con chó ban nãy hung hãn lao tới tấn công, tên béo chỉ kịp hét lên quái vật kìa và không còn sau đó nữa. Lúc này phía thành phố mọi người cũng có động tĩnh rất lớn, nhiều người dân trên đường hét toáng lên cứu tôi với có zombie kìa, a a a đây là thứ gì vậy chả lẽ là quái vật sao? Ai đó cứu tôi với, sau những tiếng thất thanh và hàng loạt những người ngã xuống, đôi mắt của họ cũng biến đổi thành màu đỏ những đường gân nổi đầy mặt, toàn bộ người dân lúc này đều đã bị thi biến hóa thành zombie cả. Trên một tòa chung cư lúc này, hai anh em nhà Đoạn Phi đang quan sát bên dưới thành phố. Cảnh tượng lúc này rất hỗn loạn, hàng loạt zombie đang lao vào tấn công người dân và thi biến họ xe cộ va chạm vào nhau hiện tại giao thông của toàn thành phố đã bị tê liệt tâm nguyệt với vẻ mặt hoảng hốt hỏi anh những người đó là sao thế sao họ lại bắt đầu lao vào cắn xe lẫn nhau vậy bọn chúng đã biến thành zombie cả rồi khải thị lục của ngày tận thế chính thức bắt đầu vừa nói dứt câu tiếng gõ cửa rồn rập từ sau lưng vang vọng khắp căn phòng